Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ trải nghiệm tựa game Guardian. Đây là một cái tựa game thuộc thể loại siêu anh hùng và của Marvel. Thì cái bộ truyện comic của game này cũng khá là thú vị. Mình bắt đầu vào giao diện của game. Khi tham gia vào giao diện của game thì các bạn sẽ được hưởng một cái hệ đồ họa kiểu 2.5D. Đây, và ấn vào đây để vào các phần kiểu bàn chơi. Chúng ta có khá nhiều bàn chơi ở đây, phải hoàn thành xong hết. Đây, mình sẽ vào một phần nhiệm vụ cho các bạn xem. Khi tham gia vào phần nhiệm vụ thì các bạn sẽ được tham gia là một binh đoàn kiểu biệt đội anh hùng và có thể đi đây. Cái này sẽ vuốt để có thể đánh nhau. Đấy, vào đây start battle. Rồi, cái này nó sẽ vuốt như kiểu iPhone đấy, khá là dị. À, chúng ta lại tấn công bọn này khá đơn giản, các bạn chỉ cần vuốt đây cho nó nhìn thấy nó bắn, dị vãi. Rồi, bắn chết ngay. Và có phần cái skill ở đây thì nó dùng đấy, sức mạnh. Rồi, ui, bắn phóng cái gì kinh vãi, chết ngay. Nhưng mà mình thấy cái phần đồ họa game này cũng khá là bình thường, không gì nổi trội lắm, nó đi theo cốt truyện thôi. À, ăn đồ, bắn nó tiếp. Rồi, mình sẽ sử dụng chiến thuật hit and run. Đấy, mình đã chiến thắng rồi. Sau khi mà chiến thắng một bàn chơi thì nó sẽ thưởng cho bạn một số cái tiền và kinh nghiệm để có thể unlock được một số cái kiểu đồ vật. Đây, mình thỉnh thoảng lại còn nhặt được một số đồ nữa, khá thích thú. Mình rất thích nhặt đồ trong game, nhưng mà nhặt toàn đồ lợp thôi nên khá là khổ. Đấy, ngoài ra thì các bạn có phần S Hero đây để mở rộng thêm cái quân đội của bạn, lúc mà tham gia trải nghiệm nó có thể đi nhanh hơn. Hiện tại thì game này mình sẽ hứa với Long là sẽ không hack, để có thể chơi gọi là được lâu hơn. Còn mỗi hack xong thì các bạn sẽ bỏ game trong một vài giây thôi. Đây, chúng ta tiếp tục. Thằng này là thằng sử dụng dao. Đấy, cho mấy thằng sử dụng dao áp sát, mình sẽ đứng ngoài bắn. Easy vậy. Đấy, tấn công các kiểu. Ngoài ra thì ấn vào đây thì các bạn chỉ có cái phím để reset hay là quay lại cái phần màn hình chính, nên không nên ấn. Chúng ta sẽ không được tùy chỉnh ngay lúc các bạn trong trận chiến mà phải ra tận ngoài. Đấy, nên khá đau khổ. Thì tùy thuộc tính của từng thằng, thì ví dụ như những thằng mà đánh gần thì nó lượng máu cao, nhưng mà đam nó thì bình thường, trung bình. Trời ơi, giết con này cho anh. Lão nhỉ, sao nó cứ nhầm thằng này. Chạy ơi, chạy, đánh nhau đấy. Đấy, mất dậy đấy, dám đánh mình. Để dùng skill bắn chết nó. Táo này, mình vừa xong là dùng cái lửa nó chạy như một con dở hơi luôn. Giết tao này. Đấy, các bạn nên sử dụng cái mấy cái đồ này liên tục để có thể gọi là được kiểu tiết kiệm máu cho người chơi. Không gì nó mà chết thì chúng ta lại phải tốn tiền mới hồi sức cấp cứu các kiểu, lại mở thêm được thằng nữa. Game mới tặng thưởng khá nhiều, rất là thích thú. Đấy, thôi xong. Ngoài ra thì nó còn cho các bạn xem các mẩu chuyện không cần thiết lắm. Đấy, chúng ta sẽ được ấn vào đây. Trong cái phần này thì chúng ta sẽ được vào được upgrade hay là thêm một số đồ vật cho nhân vật để cho chúng ta tăng sức mạnh. Ngoài ra thì còn edit team là có thể thay đổi hay là thêm một số thằng khác. Đây, số hệ thống nhân vật trong này khá là nhiều. Ngoài ra thì nó còn Kamisun, nhân vật nó đang làm dở, nó chỉ đến khoe thôi, chả có ghi vẹo gì cả. Và mình sẽ đi ra cái phần tùy chỉnh của game. Trong phần tùy chỉnh của game thì các bạn sẽ có phần bật tắt âm thanh hay là tắt cái notification để có thể hiển thị game lúc nào có cái gì đó. Bài trải nghiệm game của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình sẽ trải nghiệm một tựa game phiêu lưu, game còn mang tên là Super Fox HD. Đây là phiên bản dành cho các hệ máy tính